phím preview giờ khác bọt quá các bạn ạ. Apple Maker, đấy, quả LCD screen đẹp chưa? Tiếng này, nổ thì phải gọi là hơn giang lạc luôn. Đấy. À, đây là một cái bàn phím mới của Apple Maker có cái tên đấy là Shadow X. Con này thì bằng nhựa đấy các bạn nhé, nó nặng khoảng 0.8 kg. Nhưng mà nhìn những cái vít viết các thứ như này, nhìn build hoàn thiện không khác gì mấy con kim loại cả. Nó cũng phải gọi là da gì mà này nọ chứ không phải là vừa đâu nha các bạn nhé. Và đây anh em có thể thấy là xuất Global, FC, CE, UK, CA, RHS, đủ hết, chả thiếu gì cả. Tức là một cái con phím mà tầm theo cái dạng gọi là tầm Global á, thì nó vẫn có một thứ gì đấy nó rất là khác biệt so sánh với những cái con phím mà đến từ thị trường Trung Quốc mà nó chỉ bán ở nội địa Trung Quốc hoặc một vài những cái thị trường kiểu như là Việt Nam cái thứ của mình thôi các bạn. Thì đây, Apple Maker, đây, các ngành em đây, nó đây, 85 đô thì tính về Việt Nam chắc tầm 2 củ. Ừ đúng, 2 củ thì con này nó sẽ có một vài những thứ đặc biệt, nó dùng gasket này, 31 thì không nói rồi, Blade PC, sound facing không nói rồi, 70% thì con này là FRL và nó cũng có luôn cả một cái núm xoay. Nhưng mà núm xoay các bạn lưu ý giúp mình nhé, đây này, là nó chỉ là cái núm để chuyển qua giữa những cái chế độ như là wireless 2.4, Bluetooth các thứ mà thôi, chứ nó không phải là cái để mà vặn âm lượng. Thì ở đây mình cũng sẽ có khá nhiều phiên bản Switch, Flamingo này, Gateron này, Bulgario, mẹ đọc tên cống cả mồm ra, rồi Bluebird Switch. Và cái phiên bản mình đang có ở đây này thì nó là sử dụng cái Switch, đấy là Wisteria Linear Switch. Cái con Switch này thì đang được bán với cái set đấy là 30 con thì là khoảng 10 đô. Tức là tính ra chưa đến 10.000 một con nha anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ có hai phiên bản Linear và Tactile. Mình đang sử dụng ở đây là phiên bản Tactile. Giá bình thường là 12 đô, đợt này đang được giảm. Ô, làm video đúng đợt được giảm, hay quá nhở. Rồi, thì cơ bản cái con Switch này thì cảm nhận của mình nhé, đó là nó hơi bị ping một xíu tiếng lò xo, rất là nhỏ thôi. Đấy, tiếng khá đanh. Và cái stem của nó dài nhưng mà cái hành trình thì ở mức gọi là chấp nhận được. Nó không đến mức độ mà nó bị quá ngắn để khiến cho các bạn cảm thấy nó bị khó chịu. Total travel của nó vẫn vào khoảng tầm 3.6mm. Thì tức là nó cái mức phổ thông bây giờ chứ không phải là siêu ngắn như mấy con khoảng 3.2mm. Kiểu đấy các bạn ạ. Tactile mới là 3.1mm. Đây này anh em nhớ này, Linear thì 3.6mm, Tactile nó là 3.1mm. Con này gõ thì siêu ngắn, con này thì sẽ cho cảm giác gõ lún tay hơn tí. Thì cơ bản thì đó là những cái thông tin cơ bản về con Switch này, được cái màu cũng đẹp. Và cái tiếng thì đây, nó nổ kinh thật. Đó. Còn cây cáp của chúng ta thì là nhựa PBT in double shot. Và cái profile này thì theo như mình nhớ không nhầm thì nó là profile MDA. Đấy, MDA profile chứ không phải là cherry thông thường. Thì đương nhiên với cái cây cáp theo cái profile gọi là MDA thì bên này nó họ không ghi, họ chỉ ghi là double shot PBT material thôi, chứ họ không ghi cái profile là gì. Đúng không ta? Đúng rồi, không ghi profile. Tuy nhiên thì mình nhớ nó là MDA, giống như mấy con cây cáp của ACO, cái thứ kiểu ASA các thứ, thì cái này cũng tương tự kiểu như vậy. Nói chung là gõ thì các bạn cũng sẽ có thể làm quen một cách khá là nhanh thôi. Và cái con này, cái kiểu dạng cây cáp như thế này này, các bạn để thấy một điều đấy là nó có cái độ cao nhất định đấy, nhưng mà nó vẫn có cái thiết kế để chúng ta ôm vào tay một cách tốt hơn. Và bởi vì cái độ cao của nó được nhiều nên cái không gian phía bên trong cái cây cáp này nó cũng khá là lớn, nên nó cũng sẽ tạo một cái hiệu ứng về cái mặt âm thanh, nó sẽ gọi là to mồm hơn so sánh với Cherry một tí. Và kết hợp với cả con này thì full foam. Mấy con preview bây giờ đã auto full foam hết, thì nó cũng sẽ tạo nên cho các bạn một cái cộng hưởng về mặt âm thanh, nghe nó khá là nịnh tai như vừa rồi. Các bạn có thể thấy, ok chưa? Mấy con này thì chắc chắn là có LED RGB hết rồi. Làm gì có con nào không có LED RGB thì kiểu preview như thế này nữa. Cũng phải tầm 2 củ mà các bạn. Pin thì 3000 và cũng có Blade PC, mấy cái này quen thuộc. Cái điểm cộng của những con phím mà gọi là preview sẵn như thế này các bạn biết là gì không? Đây là mức độ hoàn thiện của nó và chỉn chu trong những cái chi tiết là rất là tốt. Bề mặt thì là nhựa. À, và nhựa này cá nhân mình đánh giá là nó làm cái độ nhám vừa phải, cầm vào khá sướng tay, cũng như nó nặng khoảng tầm 0.8kg thì cái mức độ đầm chắc của nó là có. Thêm nữa là ở cái chi tiết về cái núm này này, thật ra mình không thích cái vị trí núm này. Tự nhiên cắt mất một con Switch mà thay vào đây một cái núm, cũng như là cái thiết kế của núm này thì nó không được ăn nhập cho lắm vào cái tổng thể của cái dàn Switch. Nếu như nhá, cái núm này làm thấp nó xuống, thay vì cái việc bây giờ chúng ta cũng sẽ chỉ chuyển qua chuyển lại có 4 cái chế độ, thì thay vì cái việc làm nhúm cao lên để chúng ta vặn, thì bây giờ mình có thể làm thấp xuống ngang ngang với bề mặt của cái cây cáp,
sau đó mình sẽ để một cái G bên cạnh rồi mình sẽ xoay một bên thôi. Đó, thì như thế nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì này là lựa chọn của hãng nên là mình cũng không có nói gì được, mỗi hãng sẽ có một cách tiếp cận khác nhau mà các bạn. Ok, rồi thêm nữa chúng ta sẽ có một cái màn hình. Đây có thể nói là cái điểm nhấn ấn tượng nhất của cái màn hình này, tuy rằng là đến bây giờ mình vẫn chưa tìm hiểu được cách sử dụng hết chức năng của nó. Có lẽ là phải kết nối đến máy tính và dùng app. Thì cái màn hình này các bạn có thể thấy là một cái màn hình màu và chúng ta có thể chuyển qua được những cái thông tin như thế này. Pin này, cáp lắp có bật hay là không này, đang ở chế độ Win hay là Max này, dùng cái Bluetooth 2.4 này, và chúng ta có thể chuyển qua được những cái layer 1, 2, 3 đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, là layer mà các bạn key map trên cái con bàn phím như thế này. Rồi B1 này, đó là khi mà chúng ta chuyển qua dùng chế độ Bluetooth thì nó sẽ là B1 hay là B2 hay là B3 các thứ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Khi dùng chế độ Bluetooth thì cái chữ B này nó sẽ sáng lên. Còn như mình dùng wireless 2.4 thì 2.4G nó sẽ sáng lên. Đó, ok chưa? Mỗi tội là cái thời gian vẫn đang sai, mình vẫn chưa kết nối app để mà điều chỉnh lại. Và một lần nữa thì app lại chỉ có trên Windows, nhưng mà có trên Mac OS cày thế chứ. Mấy thằng dùng Mac kiểu bị kỳ thị sao, cay thật sự. Cũng may nhà mình có máy tính Windows. Và văn phòng mình thì vẫn có máy tính của thằng Khiêm dùng Windows, nhưng mà tụi nó lười. Và nói thật với anh em là mình cũng lười. Ok, đó. Tổng thể thì cái màu xám này, cái cáp này, nó là sự kết hợp của ba màu: vàng, xám, đen. Đối với cái gu của mình thì nó đẹp. Đối với gu của anh em sao? Comment phím dưới nhá. Và theo như mình biết là nó cũng sẽ có tới 4 màu khác nhau: white blue này, white green này, white purple, còn mẹ nó có mỗi 2 màu thôi. Black silver là màu xám này, và cái case này nó là màu trắng ngà. Trắng ngà nha anh em nhá. Nhìn này là biết rồi, nó sẽ ngà hơn so sánh với cái màu cái cap. Như thế này thì nó sẽ ít bị bẩn hơn. Ồ được, như vậy là được. Chứ mẹ bẩn quá khó chịu lắm anh em ạ. Rồi, tháo ra nha anh em nhá. Chơi phím nhựa mà hiếm lắm rồi mới thấy có một con phải tháo ra bằng ốc. Mà con này mình vẫn nhắc lại nó là gasket mount nha anh em nhá. Chứ tháo ra bằng ngàm thì nó cũng có cái tiện của nó, nhưng mà tội tháo ra bằng ngàm thì sau vài lần tháo ra thì khỏi tháo tiếp luôn. Con này ít ra bằng ốc nó cũng vẫn có một cái điểm cộng nhất định. Thế nhưng mà nói thật với các người anh em mà cũng không nên tháo ra tháo vào nhiều. Tại vì các bạn cũng biết đấy, tháo ra tháo vào nhiều thì nó sẽ bị lờn những cái vị trí cái lõi ốc, lõi đồng. Con này thì theo như mình tháo ra là mình còn cảm nhận thấy là nó không có lõi đồng cơ. Tí nó không biết xem có đúng hay không. Mình cứ chém bừa thôi. Đúng thì đúng, sai thì nữa sửa. Đồng. Có lõi đồng không? Đúng không? Mày tháo ra? Chưa. Mình nhìn ốc là biết. Tao nghĩ không có lõi đồng đâu. Biết sao? Cái lõi đồng thì khi mà con ốc nó đi ra, nó sẽ có cảm giác nó đều lực. Con này thì cảm nhận thấy rõ là lực ban đầu nó siết, càng lên cao thì nó càng không có lực nữa. Nên là tao nghĩ là không có lõi đồng. Con này không có thật này. Vụn nhựa bay ra này. Anh em thấy không? Cũng toàn đấy. Ok. Tháo ra rồi thì nhấc cái tốp lên. À quên, nhấc cái này ra nữa. Ui, vãi trưởng kim loại à? Ui, được quá nhỉ? Ủa? À, anh em tháo chỗ này cẩn thận nhé. Mà cũng chả sao đâu, module này ở trên PCB hết rồi. Làm xịn vãi. Phần tốp của chúng ta đây. Ồ, cái này cái phần tốp này anh em có thể thay dễ dàng, chả có vấn đề gì phải xoắn cả. Nó chỉ là miếng nhựa không. Quan trọng là có mua được bên ngoài hay không thôi. Ô, nếu thế này anh em yêu không? Thích vai. Ví dụ mà mua được cái bên ngoài đúng không? Cái này anh em thích đổi màu gì anh em đổi. Sơn lại màu đỏ cũng được. Ôi, được có nó đấy. Chưa, rồi. Phía bên trong này, ui. Cái điểm cộng đầu tiên. Cái điểm cộng đầu tiên trước đã. Chúng ta sẽ sử dụng cái miếng gọi là silicon này cho những cái chi tiết làm gasket. Và các bạn thấy nó đều chặn chặn này. 1, 2, 3, 4. 4 cái nữa. Đều. Đều như thế này thì cái giá trị nó mang lại đấy là cái độ flex, độ nhún là một, với cả cái chi tiết nó làm khá là đều thì nó cũng chắc chắn. Cũng như là mình cảm nhận thấy rõ là những cái góc ở đây tuy rằng không có cái điểm nó sát ở bên ngoài, nhưng mà cái vị trí gasket chỗ này cũng khiến cho cái nút này ấn rất là ổn định. Và bây giờ mình cũng sẽ tò mò một thứ khác. Đó là bên dưới nó sẽ có thêm cái gì nữa. Rồi, có silicone ở phía bên dưới luôn. Ok, ôi dồi, mẹ thiết kế quả pin ngu vãi cả trưởng nha. Anh em nhìn quả thiết kế dây pin ngu chưa? Ui. Đây. Quá là ngu luôn. Đây. Thiết kế quả dây pin đấy là điểm trừ cực kỳ đáng chê anh em ạ.
Như này thì được cái là lúc mà lắp vào mình sẽ phải lắp pin trước, sau đó lựa gắn dúa thì gắn cái này vào, kéo căng lên một tí là bung. Anh em phải lưu ý rất kỹ cái vụ này giúp mình. Bên dưới chúng ta có silicone, thế nên đấy là lý do vì sao phím nhựa mà nặng tới 0,8 kg, nặng bằng cả một vài những con phím nhôm mà nhôm mỏng nữa. Không phải dạng vừa đâu. Ok, pin thì dung lượng là 3000, và cái khoang pin này thì thừa sức anh em có thể độ lên những cục pin cell 5000 đấy, khoảng trống nó rất nhiều, tùy anh em thôi. Thậm chí mà anh em bỏ cái silicone này ra thì chắc là anh em phải táng được con hai con 5000 vào đây chứ. Được, nhìn cũng hay, ra gì vào đây nó phết, ổn áp anh em ạ. Rồi, hoa đồ hoàn thiện từ hãng, nó chỉn chu cho chút phết luôn. Được, lõi ốc, lõi ốc này mà tháo ra tháo vào cỡ 3-4 lần là bay hết gen. Anh em dùng lực nhẹ nhàng thôi nhá. Rồi, cái này chả có gì để nói đến cả, quan tâm đến cái PCB đi. Anh em thấy chưa, hỗ trợ Start PCB mount nhá. Nên anh em mà không thích cái Start Plate mount như này thì có thể thứ nhất là chuyển sang Start PCB mount. Và cái vị trí chỗ này là cái module, thế là module nó sẽ gắn trên cái plate anh em ạ. Ok, dưới có cái gì hay nữa không? Không có ốc stand-off. Không có ốc stand-off thì mình lại chơi được cái trò này. Ok, không có ốc stand-off. Mạch 1.6mm. Anh em không nên làm theo nha. Switch bám rất chặt vào PCB. Ây ạ. Ok, rồi. Đó. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em này. Trên cái bề mặt của mấy con PCB này thì anh em biết cái thứ sợ nhất đối với PCB là gì không? Nó bị ẩm. Dán mẹ một lớp ni lông vào đây rồi ẩm hộ bố mấy cái. Đấy, hãng nói vậy đấy. Đây là một hãng người ta làm phím preview, thì anh em cũng hiểu một điều đấy là họ cũng sẽ phải tính toán khá nhiều yếu tố để mà làm sao khiến cho con phím của họ là phải bền. Tại vì họ có warranty là bảo hành 12 tháng đó. Nên là đấy, một hãng người ta còn dám làm một cái lớp dán như thế này, thì đây cũng chính là một trong những phần lý do mà anh em có thể sử dụng cái chi tiết này để mà tham khảo trong những cái bài mốt sắp tới mà anh em muốn làm. Tuy nhiên ý, mình nhận ra một điều nhé, là cái lớp băng dính này rất là mỏng, mỏng lắm luôn anh em, cực kỳ mỏng. Và nó dính nha anh em nhé, nó dính đấy, đây này, anh em thấy không, nó dính nhé. Nên là khi mà anh em mà muốn dán một cái lớp băng dính lên trên cái bề mặt của PCB, trên cái bàn phím mà anh em đang dùng á, thì anh em cũng phải chọn cái loại băng dính nó tương tự như thế này. Một là nó không dẫn điện, cái đấy là cái yếu tố tiên quyết. Hai nữa là phải thật mỏng, cũng như là nó phải dính rất là chặt thì nó mới có tác dụng, chứ nếu không là tác dụng ngược, vỡ mồm này nhá. Tiếp theo chúng ta có lớp foam PE. Foam PE này thì chắc là mình gỡ rồi, điếc tai quá, khiêm nó gõ mà đúng không, cả cái văn phòng muốn nhảy theo nó luôn đấy. Còn những cái chi tiết liên quan đến cái foam case thì thật sự anh em nhìn thấy nè, nó cắt thì chỉn chu trau chuốt từng tí như thế này, từng vị trí nhìn là sướng. Đây là một cái giá trị của những con phím preview mà mình đánh giá nó rất là ok. Rất nhiều con phím đến từ những maker nổi tiếng bây giờ, nhưng mà nó thật là nhiều khi nhìn vào cái việc mà anh em mua con kit về xong tự ráp vào, nhìn những cái món phụ kiện này nhiều lúc chỉ muốn quăng đi. Rất may có rất nhiều anh em làm những dịch vụ cắt lại những cái foam như này rất xịn sò, kiểu như bạn Khanh ấy, Khanh Ken K, đối tác quen thuộc của mình toàn ăn ké được rất nhiều bộ foam mà không mất tiền. Thì đấy, anh em có thể cắt lại những bộ foam như thế thì nó sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn, cơ bản nó là như vậy. Và hồi nãy lúc mình có test thì có một thứ mình cũng khá là bất ngờ trên con này, đấy là cái stab. Thì stab con này đơn giản nó chỉ là stab blade mount thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái giá trị của nó, ví dụ được preview đã được mốt sẵn và cái ngàm này cũng khá là chắc chắn. Đấy, đương nhiên nó sẽ vẫn còn hơi lọc sọc nhẹ, nhưng mà các bạn có thể tuôn lại một cách rất là dễ dàng, không có gì cả. Chắc, rất chắc. Còn switch như thế này thì
Đương nhiên là gắn trên plate PC không ăn thua cho lắm. Ừ, màu cũng khá là chặt. Mỗi tội là cái cây cáp này nó chặt hơn. Đó, thì cơ bản nó là như vậy thôi. Cá nhân mình đánh giá là nó thực sự rất là ok. Đó, vậy các bạn nghĩ sao? Gasket như này thì nó bây giờ nó mới là cái chân ái. Lắp ra lắp vào dễ, đỡ tốn thời gian. Và cái sự căn chỉnh của hãng thì với cái kiểu gasket như này này, nó luôn luôn là fit vào đúng vị trí của nó. Nó không bị lệch liếc gì cả. Thì nó là một cái điểm cộng. Đó. Thì tóm lại với một con phím hoàn thiện khá tốt như thế này, tuy bằng nhựa thôi, gần 2 củ nhưng nó là pre-build, dùng ngon, gõ ngon, tiếng cũng đủ hay. Thì các bạn nghĩ sao? Comment phía bên dưới nha. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì công đoạn ráp lại chắc không cần quay đâu. Thôi, bye bye anh em. Đi được khá dài thế đấy. Bonus thêm cho anh em quả sao test khi tháo PE foam nhà mũ mũ. Đây là sao test không có PE foam. Lần đầu tiên được hơn 100.